Để mẫu một chai nước nè. Để mẫu một chai nước như thế này. Hello mọi người đã đến với kênh của Boss Up. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người đây là cái đế, để ly trên cano, trên tàu thuyền. Đó, thì bên chất lượng là bằng nhựa ABS để chống lực của môi trường muối biển, môi trường trên ngoài trời như mưa nắng. Thì cái này mình sẽ lắp một cái gáy như này, thì mình sẽ lắp vào vách tàu. Rồi cái này mình để một cái ly, hay là mình để một cái chai nước gì đó, rất là tiện lợi luôn. Và là nó cũng đạt tính thẩm mỹ cao nữa.